Sự kiện chính thức đầu tiên của MMA Việt Nam có 8 trận đấu rất kịch tính và hấp dẫn. Bằng chứng là có 4 trận đấu ảo kỹ thuật, 3 trận hàng phục submission và chỉ có 1 trận đấu duy nhất cần tính điểm. Trong số 8 trận đấu của sự kiện thì trận đấu hạng 84kg giữa Nguyễn Đức Long và Nguyễn Phụng Hoài Phương được ban tổ chức bầu chọn là trận đấu của đêm, mang lại cho hai võ sĩ số tiền thưởng 175 triệu đồng. Trong đó, người chiến thắng nhận 125 triệu đồng. Vậy người chiến thắng là ai? Võ sinh này là Nguyễn Đức Long, sinh năm 1999, hiện đang đầu quân cho BMA Sport, đến từ Quảng Ninh. Năm 2019, Đức Long từng giành huy chương vàng toàn quốc môn boxing. Khác với Đức Long, trước khi đến với MMA, Nguyễn Phụng Hoài Phương từng có thời gian dài gắn bó với môn vật. Và những kỹ năng siết khóa của bộ môn này đã giúp cho võ sĩ của California Phoenix Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng ở các sự kiện MMA quốc tế. Và bây giờ, Thể thao 1 mời quý vị và các bạn đến với trận đấu của đêm, mà người chiến thắng sẽ giành số tiền thưởng lên tới 125 triệu đồng. Hai võ sĩ chú ý, thi đấu đúng luật, tôn trọng và nghe lệnh cho tài. Vỗ tay đi nào! Đánh ra cho chiến thuật nha. Ready, fight! Go, go, go! Ngoài tay lên, tay phải ra lên. Open your eyes, watch for the setup. You're losing the beat. Hands down, lad. Hands down. It's okay. Hands up, hands up. Hands up. Hey, shake it up. Take it out. I need a level change. I need you to keep changing level. Good.
Back on. I need a level change. Ah, back, back, I'm in. Niggas be hating because I've been ballin' and they gotta ride the bench again. Ain't gotta wonder, I know when she callin' that she tryna ride that dick again. Keep it a C, no. Niggas is D-League, they could be more. I brought the A-game, grippin' them B-cups by the seashore. Good. Stay busy with the jab. Don't just No problem. Good fighting. No problem. Referee, no problem. High fighter, no problem. Enough stop. My fighter. Then I stop. Good, 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 good. Đá đường mắt, nó vô là đá đường mắt. Đúng rồi, thả đi, thả, đúng rồi, nó không làm gì được. Bên dưới anh thở. Gì? Chân cao lên, đúng rồi, bên dưới. Good, ready now. Get your right hand on the ground. Work your stand up. Finish on your legs. Band 100 band, I need that. Big dog, no small bark, I'm cool on your feedback. Yeah, ain't shit sweet, ain't shit funny. Look, it's blue tints on my hundreds. Like last 5 minutes, you gotta get up. Okay, dude. Yeah. Fine. Move the cage. Go back to the cage. Go down, 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 down
Sam, stay there. Get up. Get up, lad. Stay busy on top, back. Good, good, good. Keep the pressure. Try to get that crucifix you like. Get that crucifix you like. Good, good, good. Good, back guy. Try to get it. Good, back guy. Good, good, good. There's the hand down. Good, get good, the crucifix good. You like. Right. You got time. You can finish this fight. There we go. There we go. There we go. Good, 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 good. Keep your position. I want 2 minutes of this. 2 minutes. Come on, let's go. Good, good, good. Cut him, cut him. Good, good. Cut him, cut him. Life been going how I want it. Fuck, I look like stressing. With the power that we have, but they are gone. Sometimes I vote shit. People don't understand.